Rạng sáng ngày 26 tháng 11 giờ Việt Nam, trận đấu thuộc lượt trận thứ hai bảng A World Cup 2022 giữa Hà Lan và Ecuador đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Qua đó xác định được đội chủ nhà Qatar chính là cái tên đầu tiên bị loại tại giải đấu năm nay. Đội tuyển Qatar đã thua cả hai lượt trận mở màn trước Ecuador và Senegal, khiến trận đấu cuối cùng gặp Hà Lan ở vòng bảng chỉ còn mang tính chất thủ tục. Qatar đã có thành tích tệ nhất so với bất kỳ quốc gia đăng cai World Cup trong lịch sử khi họ bị loại sớm hơn tất cả những nước chủ nhà tiền nhiệm. Chỉ mất 5 ngày để thầy trò huấn luyện viên Felix Sanchez bị loại khỏi giải đấu. Đó là một kỷ lục cho một nước chủ nhà trong lịch sử 92 năm của World Cup. Qatar cũng trở thành chủ nhà World Cup đầu tiên thua trận mở màn khi bị Ecuador đánh bại 0-2. Trong số 22 đội chủ nhà trước đó, 16 đội thắng ở trận mở màn và 6 đội còn lại là hòa. Sau khi lập công vào lưới Ghana ở lượt trận đấu đêm 24 tháng 11 giờ Hà Nội, nhiều phương tiện truyền thông thế giới đưa tin Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 5 kỳ World Cup khác nhau. Metro viết, lịch sử gọi tên Ronaldo khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 5 kỳ World Cup khác nhau. Mới đây, đích thân CR7 đã đăng bài để tưởng thưởng cho chiến tích vĩ đại của mình, đăng trên trang cá nhân bức hình lung linh với dòng chữ: cầu thủ nam đầu tiên ghi bàn ở 5 kỳ World Cup khác nhau. Ghi bàn trong 5 kỳ World Cup là thành tích mà tôi chưa bao giờ dám mơ ước, nhưng đây cũng là minh chứng cho thấy không gì là không thể. Tôi tự hào mỗi khi được ra sân và ghi bàn cho tuyển quốc gia. Đây là chiến thắng dành cho toàn thể người dân Bồ Đào Nha. Tiến lên, đây mới chỉ là bước khởi đầu. Sau trận gặp Ghana, huấn luyện viên Fernando Santos ca ngợi Ronaldo. Hãy nhìn vào những thành tựu của Ronaldo. Anh ấy là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới và là một chân sút vĩ đại. Ronaldo là một hiện tượng như Pele, Diego Maradona hay Lionel Messi. Đó là cầu thủ mà khi bước sang tuổi 50, người ta sẽ vẫn nhắc đến tên, giống như Eusebio vậy. Đó là người mà tôi đã thi đấu cùng cách đây 50 năm, và trong mắt tôi, ông ấy vẫn là một trong những cầu thủ hay nhất. Hôm 21 tháng 11, kênh báo chí phát hiện mắt cá của Messi có dấu hiệu sưng tấy trong buổi tập trước ngày ra quân gặp Ả Rập Xê Út hôm 22 tháng 11. Sau đó, tiền đạo của PSG vẫn chơi cả trận gặp đại diện châu Á và còn ghi bàn trên chấm 11m. Ngày 23 tháng 11, tức một ngày sau trận thua Ả Rập, Messi đã vắng mặt trong buổi tập cùng đồng đội. Tuyển Argentina cũng không đưa ra lời giải thích nào về trường hợp của Messi. Nhiều cổ động viên lo ngại M10 không có thể trạng tốt nhất những ngày vừa qua. Tuy nhiên mới đây, trang tin uy tín Thaisi Sports đưa tin Messi đã hoàn thành buổi tập cùng tuyển Argentina chiều ngày 25 tháng 11 giờ Hà Nội và đủ điều kiện thi đấu ở trận gặp Mexico. Nhà báo người Argentina Gaston Idu cũng xác nhận thông tin này. Ông cho biết M10 đã hoàn thành các bài tập vận động cơ học trong buổi tập vừa qua. Bukayo Saka là ngôi sao quan trọng của Arsenal ở mùa giải hiện tại. Sau 20 trận ra sân trên mọi đấu trường, Saka đóng góp 5 bàn và 6 kiến tạo. Arsenal vì thế muốn gia hạn hợp đồng với cầu thủ sinh năm 2001. Dù vậy, quá trình ấy chưa được hoàn tất vì yêu cầu lương gấp 3 lần thu nhập hiện tại của Saka. Một khi pháo thủ chưa thể giữ chân Saka thành công, họ vẫn sẽ đối diện nguy cơ mất người. Nên nhớ, Saka sẽ đáo hạn hợp đồng vào mùa hè 2024. Tình hình hợp đồng giữa Arsenal và Saka khiến nhiều câu lạc bộ muốn chiêu mộ chân chạy cánh 21 tuổi chú ý. Theo nhiều nguồn tin, Manchester City đang theo dõi tình hình Saka. Pep được tiết lộ xem cầu thủ người Anh là sự thay thế lâu dài cho Raheem Sterling. Vì vậy, ban lãnh đạo Man City có vẻ đánh giá rất cao Saka. Chuyển đến Etihad cũng mang lại lợi ích cho tài năng Arsenal. Tuyển thủ Anh sẽ được chơi bóng tại Champions League mỗi mùa giải. Ngoài Man City, Liverpool cũng được tiết lộ là muốn giành chữ ký của ngôi sao sinh năm 2001. Do đó, Liverpool sẽ phải cạnh tranh lớn với Man City để chiêu mộ bản hợp đồng từ sân Emirates. Apple gia nhập đường đua sở hữu Man United. Theo Daily Star, tập đoàn công nghệ số 1 thế giới Apple đang bày tỏ sự quan tâm đến Man United sau khi nhà Glazer giao bán câu lạc bộ. Thậm chí, số tiền giao dịch trong thương vụ này có thể lên tới 6 tỷ bảng. Nếu thành công, đội chủ sân Old Trafford có thể trở thành câu lạc bộ giàu nhất thế giới, bởi giá trị của công ty Apple vượt xa những gã nhà giàu khác. Trước đó, nhà Glazer, một giới chủ đến từ Mỹ, đã không nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ Man United suốt 17 năm qua.
kể từ khi tiếp quản đội bóng năm 2005. Nguyên nhân là bởi họ quá chú trọng vào việc kinh doanh, khiến những vấn đề chuyên môn của câu lạc bộ đi xuống. Theo Telegraph, Chelsea sẽ sớm liên hệ với West Ham để đàm phán về trường hợp của Rice. Hợp đồng hiện tại của tuyển thủ Anh với đội bóng chủ quản chỉ còn thời hạn đến năm 2024. Tuy nhiên, dự kiến mức giá mà The Blue phải bỏ ra cho thương vụ này sẽ không hề nhỏ. Rice được kỳ vọng thay thế vị trí của N'Golo Kanté, người nhiều khả năng sẽ rời Chelsea khi hết hạn hợp đồng. Hiện bóng đá kết nối niềm đam mê túc cầu.